kính chào anh chị, đêm qua theo giờ Việt Nam thì cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã quyết định cắt giảm mức lãi suất là 0,5 điểm phần trăm. Đây được cho là một trong những thông tin sẽ tác động tốt tới thị trường chứng khoán. À, tuy nhiên thì trong phiên hôm nay thị trường của chúng ta à, mặc dù là có tăng điểm, tuy nhiên là cái mức thanh khoản trong phiên ngày hôm nay thì lại sụt giảm đi khá nhiều so với phiên ngày trước đó. Thế vậy thì với những diễn biến như vậy thì liệu chúng ta có thể mua bán được trong những phiên tới hay không? Và nếu mua được thì đâu sẽ là những cổ phiếu chúng ta có thể canh trong những phiên tới? Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube Tùng Lê ECT. Ok, đầu tiên chúng ta có thể thấy được là đêm qua thì Fed đã quyết định mức cắt giảm là 0,5% lớn hơn so với cái mức là 0,25%. Thì thực ra thì với những cái diễn biến này thì uh, cũng không phải là những điều quá bất ngờ so với những cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Uh, tuy nhiên thì trong phiên ngày hôm nay các anh chị nhà đầu tư có thể thấy được là cái động thái của nhà đầu tư trong nước là có đôi chút e rè khi cái tài khoản trong phiên ngày hôm nay bị sụt giảm đúng không ạ? Thì vậy thì điều này thì nói lên được điều, điều gì? Thì uh, theo cái điểm của Tùng Lê thì cái phiên ngày hôm nay thì nó mang tính chất đó là cái sự uh, thận trọng của nhà đầu tư khi mà một cái thông tin từ Mỹ thông tin Fed uh, cắt giảm mức 0,5% thì những nhà đầu tư uh, có mang tính chất là thận trọng hơn và họ đưa ra một cái vị thế đó là chờ đợi xem là à xem là cái dòng tiền trong nước sẽ phản ứng như thế nào với những thông tin đón nhận như vậy đó thì phiên ngày hôm nay tùng tôi, lê tôi đánh giá là một phiên mang tính chất đó là nhà đầu tư đang có những vị thế gọi là từ từ quan sát đứng ngoài quan sát để xem là cái diễn biến dòng tiền uh, sắp tới nó sẽ tác động như thế nào đến uh, thị trường chứng khoán đúng không ạ đó tức là những cái, uh, những cái quyết định của fed với cái mức cất, uh, giảm như vậy thì nó sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế và từ đó thì dòng tiền sẽ phản ứng như thế nào Do đó thì trong phiên ngày hôm nay thì Tùng Lê đánh giá đó là một phiên cũng khá là bình thường của của thị trường của chúng ta và nó cũng không có có những diễn biến nào quá bất ngờ trong phiên ngày hôm nay cả. Và uh, những cái diễn biến uh, Tùng Lê đánh giá nó vẫn theo như những kịch bản như trong video trước Tùng Lê có phân tích cho anh chị đúng không ạ? Như trong video ngày hôm qua thì Tùng Lê đánh giá là với cái diễn biến là thị trường bị bán uh, cụt đầu uh, thì đó là cũng là một cái diễn biến nó nó khá là bình thường thôi đúng không ạ? Bởi vì là uh, mặc dù là thị trường qua bị bán cụt nến đấy ạ nhưng mà cái sự uh, bị bán ngược trở lại này nó bị tác động lớn về mặt điểm số bởi những cổ phiếu uh, lớn thí dụ như là Vinhome hoặc là thí dụ như là VIX hay là VRE đúng không ạ? đó còn đâu về mặt thị trường những cổ phiếu mang tính chất thị trường thì gần như là nó không có những diễn biến nào nó quá nổi bật như uh, và nó không có những cái giao động lỏng thì chúng ta vẫn có thể giao dịch được bình thường cho nên thì với những diễn biến như trong phiên ngày hôm qua cũng như là trong phiên ngày hôm nay thì tổng lên đánh giá là nó là một trong những diễn biến rất là bình thường và nếu như các anh chị để kỹ thì trong giai đoạn gần đây gần như thị trường đều đang giao dịch theo những cái dạng đó là tăng thì cũng tăng liên tục mà điều chỉnh giảm thì cũng điều chỉnh giảm liên tục không có những dạng như là uh, xanh đỏ đan xen quá nhiều không có những nhiệm hồi phục nào quá lớn uh, hoặc là trong cái nhịp giảm thì cũng không có nhiều hồi phục nào uh, nhiều và trong cái nhịp tăng thì gần như cũng không diễn ra những sự điều chỉnh đúng không ạ thí dụ như dạng này cũng tương tự như vậy cả một giai đoạn thị trường bật tăng lên thì trong cái đà tăng này của thị trường suốt tận mười mấy phiên đúng không ạ thì thị trường cũng chỉ xuất hiện có hai phiên điều chỉnh thôi đúng không ạ chỉ có hai phiên điều chỉnh đây là hai phiên điều chỉnh còn lại xuyên suốt thì thị trường tăng lên tới là mười mấy phiên và sau đấy thì trong dạng này thì cũng chúng ta cũng thấy được là một cái quá trình điều chỉnh nó không diễn ra những nhịp hồi phục nào quá lớn và gần như là điều chỉnh thì cứ mỗi phiên mỗi phiên nó cứ điều chỉnh điều chỉnh và nó cũng không diễn ra những nhịp à, theo dạng như là chúng ta thấy được là có nhiều phiên hồi phục hoặc là nhiều nhiều phiên giảm trong những phiên à, tăng đúng không ạ? do đó thì cái vận động của dạng này có thể thị trường của chúng ta sẽ lại tiếp tục diễn ra một cái diễn biến đó là thị trường sẽ tiếp tục tăng. Có thể là cái mức tăng nó không nhiều nhưng mà cứ mỗi phiên nó sẽ tăng được một chút, mỗi phiên tăng được vài điểm. Và có thể cái sự điều chỉnh nó sẽ diễn ra chỉ mang tính chất đó là trong phiên thôi. Đó, và quan trọng dạng này thì chúng ta lựa chọn cổ phiếu như thế nào thôi. Đó, các chị nhé do đó thì trong những phiên tới thì Tùng Lê đánh giá là chúng ta vẫn có thể giao dịch được bình thường hiện tại thì vẫn chưa có những dấu hiệu nào bất thường ở đây cả thì chúng ta vẫn có thể canh mua được bình thường các chị nhé thế vậy thì đâu là những cổ phiếu mà chúng ta có thể mua được thì giống như video ngày hôm qua thì Tùng Lê cũng đã có chia sẻ về cái chiến lược trong dạng này đó là trong dạng này là giai đoạn mà chúng ta không nên mua những cổ phiếu nào bùng nổ mà chúng ta nên lựa chọn vào những cổ phiếu nào mà nó chưa chạy ví dụ như cổ phiếu như là à, hcm hôm qua đúng không ạ hcm là cổ phiếu mà nó bật tăng thì tùng lê đưa ra một cái phân tích đó là không phải là tùng lê đánh giá xấu đối với cổ phiếu này bởi vì đây là một trong những cổ phiếu khỏe nhất nhóm chứng khoán giao hiện tại chứ không phải là cổ phiếu yếu tuy nhiên là điều mà tùng lê không đánh giá cao tùng lê chưa đánh giá cao mà không phải là vì tùng lê không đánh giá cao mà thị trường đang kể cho chúng ta những câu chuyện như vậy bởi vì sao ví dụ như trong dạng vừa qua các chị thấy được là cứ những cái giai đoạn thị trường vượt đỉnh hoặc là cổ phiếu bùng nổ hoặc là cổ phiếu vượt đỉnh vượt kháng cự thì gần như là nó không tạo ra được hiệu suất cho nên là chúng ta không biết được những cổ phiếu dạng như là hcm nó bùng nổ xong những cổ phiếu bùng nổ xong thì liệu là hàng về các nhà đầu tư có lời hay không khi mua trong phiên bùng nổ này đúng không ạ hoặc là những phiên do đó thì liệu là liệu cổ phiếu có tiếp tục tạo ra là tăng hay không hay là cổ phiếu sẽ điều chỉnh người trở lại thì điều này là chúng ta không biết đây là quan điểm của Tùng Lê nhé và thực ra đây là không phải là quan điểm mà thị trường đang cho chúng ta những câu chuyện như vậy do đó thì giai đoạn hiện tại thì Tùng Lê sẽ không ưu tiên những cổ phiếu vượt đỉnh thí dụ như VHM, đã, phiên ngày hôm qua là phiên cổ phiếu vượt đỉnh thì sau đó đã bị bán ngược trở lại luôn hoặc là thí dụ như NTP, đó các anh chị thấy là cổ phiếu vượt đỉnh xong là cũng bị bán ngược trở lại đúng ạ mặc dù trong cái phiên vượt đỉnh này thì thanh khoản vào cũng rất là tốt hoặc là thí dụ như Vinhome Vinhome thì cũng là một phiên cổ phiếu uh, trước đó bùng nổ một phiên đúng không ạ sau đấy thì có phiên vượt đỉnh nhưng mà cũng chưa vượt đỉnh một cách thành công do đó hiện tại thì cái quan điểm của Tùng Lê đó là những cổ phiếu nào mà mang tính chất vượt đỉnh thì hoặc là dụ, những phiên bùng nổ thì chúng ta sẽ không nên mua những cổ phiếu đó đó không phải vì nó xấu không phải vì nó xấu bởi vì là thị trường đang kể cho chúng ta những câu chuyện đó mà giai đoạn này là là giai đoạn mà chúng ta nên tìm những cổ phiếu nào mà nó chưa chạy và chúng ta sẽ chờ và kỳ vọng cổ phiếu sẽ có một cái phiên bùng nổ ví dụ như cổ phiếu vgs đúng không ạ vgs là cổ phiếu mà trước đó thì nó chưa có xuất hiện một cái phạm bùng nổ nào cả và trước đó thì cổ phiếu này cũng đang ở một trạng thái tích lũy thì hôm qua trong video ngày hôm qua tùng lê cũng đã có phân tích cho anh chị về điểm mua của cổ phiếu vgs đúng không ạ thì hôm nay thì cổ phiếu vgs nó đã có một phiên bùng nổ một phiên gọi là bùng nổ tại, tại nền tức là với một phiên cổ phiếu tăng là 2,5% với một cái tài khoản nó cao gấp đôi trung bình 20 phiên thì phiên ngày hôm nay được coi là một phiên bùng nổ của cổ phiếu VGS. thì nếu như uh, các anh chị nhà tư nào mà hôm qua có xem video của Tùng Lê mà mua được cổ phiếu VGS ngay từ đầu phiên thì Tùng Lê cũng xin gửi lời chúc mừng tới các anh chị nhé. Tất nhiên thì hiện tại thì các chị nào mà có mua thì chắc cũng đang đạt được một cái mức lợi nhuận nó khiêm tốn thôi, đâu đấy khoảng tầm là 2% thôi. Tuy nhiên là với những diễn biến như này và cổ phiếu VGS nó vẫn chưa vượt đỉnh. Cái điều quan trọng nhất đó là cổ phiếu chưa vượt đỉnh Thì xu hướng tiếp theo của cổ phiếu VGS Tùng Lê đánh giá là Vẫn có khả năng tăng tiếp Đúng ạ Còn những cổ phiếu nào mà nó vượt đỉnh rồi Nó bùng nổ vượt đỉnh rồi Thì lúc đó thì uh, có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến Cái câu chuyện đó là chốt lời nhiều hơn Nhá các anh chị nhá Ok thế vậy sau đây thì Tùng Lê sẽ uh, Phân tích và chia sẻ với anh chị về ba cổ phiếu mà nó chưa có sự bùng nổ hiện tại nó vẫn đang ở trong một trạng thái tích lũy mà cái chị nhà đầu tư chúng ta có thể canh mua được trong phiên ngày mai thì đầu tiên đó là cổ phiếu TCH đúng không ạ TCH đây là cổ phiếu mà trong nhịp vừa qua nó cũng có một cái nhịp điều chỉnh chung theo thị trường và trong những phiên gần đây các anh chị có thể thấy được cổ phiếu này nó đang có một cái dạng mẫu hình một cái dạng mẫu hình tạo đáy sau một cái nhịp điều chỉnh đó là dạng mẫu hình tạo đáy theo dạng là xanh đỏ đan xen tức là các anh chị nhìn thấy được là cổ phiếu này nó đang có những phiên xanh đỏ đan xen nhau liên tục thì với cổ phiếu này hiện tại nó vẫn chưa có một phiên bùng nổ hay là một phiên vượt vượt nền nào cả hay là một phiên bùng nổ nào cả đúng không ạ thì đây là một trong những cổ phiếu mà tổng lê đánh giá là các anh chị nhà đầu tư chúng ta có thể mua được thế vậy điểm mua nó sẽ là như thế nào các anh chị hãy bật cái đường MA10 lên nhé các anh chị nhá đó thì đây là một cái giai đoạn mà cổ phiếu xuyên suốt là giao dịch dưới cái đường MA10 và trong phiên ngày hôm nay là một phiên đầu tiên cổ phiếu tích lũy được trên đường MA10. Thế đây một điều lên đánh giá khá là cao. Thì cái điểm mua của cổ phiếu sẽ là như nào? Đó chính là cổ phiếu này các anh chị nhà đầu tư chúng ta có thể canh mua luôn ở cái vùng giá tham chiếu trong phiên ngày mai, tức là cái điểm mua nó sẽ trên cái đường MA10. Là các anh chị có thể mua lấy vị thế. Giống như hôm qua tổng lê có có phân tích cho anh chị, đó là khi cổ phiếu đã đã vượt trên cái đường MA10 này rồi thì các anh chị nhà đầu tư chúng ta có thể mua. Đó bởi vì cổ phiếu này vẫn chưa vượt xa đường MA10 và nó vẫn chưa vượt xa khỏi cái vùng nền thì các chị nhà tư chúng ta có thể canh mua được lấy vị thế. Và nếu như cổ phiếu nó có nhịp điều chỉnh test lại cái đáy thì các chị nhà tư chúng ta có thể mua gia tăng. Thì với cổ phiếu TCS cũng là cổ phiếu tương tự như vậy thì hôm nay là một phiên mà cổ phiếu đã vượt trên đường MA10 rồi. Thì các chị nhà tư ngày mai các chị có thể canh mua lấy vị thế quanh cái vùng giá tham chiếu. Và nếu như cổ phiếu có nhịp điều chỉnh test lại cái đáy, đây chính là cái vùng đáy đây chính là cái vùng đáy thì chúng ta có thể canh mua gia tăng tiếp ở cái vùng này. Tức là sao ạ? Chúng ta sẽ mua quanh cái vùng giá là 17.8 trong phiên ngày mai. Và nếu như cổ phiếu này có nhịp điều chỉnh tiếp về vùng giá là 17.2, 17.3 thì chúng ta có thể canh mua gia tăng ở cái vùng này, ở cái vùng giá 17.2, 17.3 cho đủ vị thế. Các anh chị nhá. Đó chiến lược là như vậy, cũng giống như Ờ, trong cái ngày hôm qua thì Tùng Lê cũng đã có phân tích và Tùng Lê cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị nhà đầu tư trong hệ thống của room khách VIP của team Tùng Lê EZT thì ngày hôm qua Tùng Lê cũng đã có khuyến nghị mua cổ phiếu VDS khi cổ phiếu này có cái điểm mà vượt đường 30 thì ngày hôm qua là ngày mà Tùng Lê khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư trong hệ thống là mua cổ phiếu VDS ở vùng giá 20.3 đến 20.6 và hiện tại thì các anh chị nhà đầu tư trong hệ thống của room khách VIP team Tùng Lê EZT cũng đang đạt được một cái mức lợi nhuận đâu đấy khoảng tầm là hơn 2% gần 3% gì đó đó thì chúng ta cũng sẽ mua theo đúng chiến lược đó là mua lấy vị thế và nếu như cổ phiếu mà có nhịp điều chỉnh tết lại thì chúng ta sẽ mua đủ vị thế sau các anh chị nhé thì với cổ phiếu TCH các anh chị có thể là mua quanh vùng giá là 17.8 nếu điều chỉnh về vùng giá 17.2 17.3 thì các anh chị nhà tư chúng ta hãy mua đủ vị thế các anh chị nhé ok thứ hai đó là cổ phiếu PLX một trạng thái cũng tương tự như vậy tức là với cổ phiếu này sau một cái giai đoạn điều chỉnh đó Đây là một cái dạng cổ phiếu tăng này Sau đấy xuất hiện những nhịp điều chỉnh Thì sau nhịp điều chỉnh này Cổ phiếu đang có dấu hiệu tạo ra một cái nền tích lũy mới Tạo ra một cái nền tích lũy mới Và trong những phiên ở đây thì gần như cổ phiếu đã uh, Ở một trạng thái đó là từ chối giảm giá Và không có điều chỉnh nữa Bắt đầu là những cây nến sau Có dấu hiệu là cái cái đáy sau cao hơn đấy trước rồi Và hôm nay Tùng Lê sẽ chia sẻ tiếp với anh chị Về một cái kỹ thuật nữa Đó chính là về cái sự phân kỳ mà CD Đây ạ à. Các anh chị nhà tư chúng ta hãy bật cái chạc 1 giờ lên. 1 giờ. Đấy, các anh chị nhà tư chúng ta hãy bấm vào cái phần này nhá. Các anh chị bấm vào 1 giờ thì chúng ta sẽ có cái đồ thị của 1 giờ bình thường là chúng ta sẽ phân tích theo ngày. Thì ở đây Tùng Lê sẽ lấy một cái tín hiệu sớm thì chúng ta phải lấy cái tín hiệu theo giờ. Sớm hơn thì phải lấy tín hiệu theo giờ các anh chị nhá. Thì sau đấy các anh chị bật cái đường MACD lên bằng cách này như nào? Các anh chị vào phần chỉ báo. Các anh chị gõ MACD. ạ moving average đã à, moving average uh, viết tắt ở đây là MACD rồi khả năng tiếng Anh của tổng lệ cũng hạn chế nên là các anh chị cũng thông cảm nhé đó thì uh, các anh chị bật đường MACD lên thì nó sẽ ra một cái đồ thị như thế này đó thì sau đây các anh chị hãy nhìn vào cái đồ thị cổ phiếu PLX thì nó đã tạo ra ba cái đáy đây là đáy số 1 đây là đáy số 2 và đây là đáy số 3 các anh chị có thể thấy trong ba cái đáy này thì cái đáy sau nó lại thấp hơn đáy trước là trên cái đồ thị giá các anh chị nhé. Còn ở cái đồ thị MACD, các anh chị có thể thấy đây là đáy thứ nhất. Đây là đáy số 2. Và đây là đáy số 3. Các anh chị có thể thấy được là trên đồ thị giá thì tạo ra đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng trên đồ thị MACD thì nó lại tạo ra một cái ba 3 ba đoạn tức là đáy sau cao hơn đáy trước đây là ba cái đoạn đúng không ạ ba đoạn thì nó sẽ gọi là phân kỳ mcd ba đoạn đến giờ tức là cái mcd nó thể hiện được cái xung lực của dòng tiền thể hiện cái dòng tiền thì trên đồ thị giá thì giá thì giảm nhưng mà cái cái sự phân kỳ về dòng tiền nó đang phân kỳ dương tức là đáy sau thấp hơn đáy trước trên đồ thị giá nhưng mà MCD thì đáy sau cao hơn đáy trước thì chúng ta gọi đây là sự phân kỳ dương nó đi ngược lại các anh chị nhá nó đi ngược lại so với cái đồ thị giá thì đây gọi là một trong những tín hiệu đảo chiều của cổ phiếu đây là một trong những tín hiệu đảo chiều của cổ phiếu thì với cổ phiếu PLX nó đã có dấu hiệu đảo chiều theo cái phương pháp MACD rồi thì các anh chị đầu tư chúng ta có thể canh mua được sớm luôn từ cái quanh cái vùng giá tham chiếu của phiên ngày mai và kỳ vọng cổ phiếu này sẽ có một phiên bùng nổ bật lên trên khỏi đường MA10. Đó các chị thấy được trong suốt giai đoạn vừa qua, để trong suốt giai đoạn vừa qua thì cổ phiếu này luôn luôn giao dịch dưới cái đường MA10, giống như cổ phiếu VDS. Đấy, trong suốt giai đoạn vừa qua nó giao dịch dưới đường MA10 và sau đấy nó có một phiên bùng nổ lên thì chúng ta hãy mua với cái kỳ vọng là cổ phiếu sẽ có một phiên bật bùng nổ trên đường MA10, giống như cổ phiếu VGS cũng tương tự là như vậy đã suốt giai đoạn vừa qua thì đây là một giai đoạn mà cổ phiếu giao dịch dưới cái đường MA10 thì sau đấy cổ phiếu cũng có một phiên bật trên đường MA10 và sau đấy tạo ra được phiên tăng cho phiên ngày hôm nay. Thì với cổ phiếu Pelix cũng tương tự là như vậy các anh chị nhá. Đó, thì um, các anh chị đầu tư chúng ta có thể canh mua được luôn trong phiên ngày mai quanh vùng giá tham chiếu, tức là quanh vùng giá 3 uh, 45.35 các anh chị nhá. Đó, thì đây chính là một cái phương pháp nữa mà Tùng Lê muốn chia sẻ với các anh chị. Và cổ phiếu thứ ba đó là cổ phiếu HSG đấy ạ là cổ phiếu mà cũng một cái lý thuyết đó là suốt giai đoạn vừa qua nó giao dịch dưới cái đường MA10 đấy dưới cái đường MA10 là cái đường màu xanh này thì trong phiên ngày hôm nay nó đã có một phiên bật hai phiên liên tiếp bật trên đường MA10 rồi và cái điều quan trọng nhất là cổ phiếu này chưa có phiên bùng nổ chưa phiên bùng nổ tức là chưa có phiên tăng mạnh với thanh khoản cao và vẫn giao dịch ở một cái mức thanh khoản thấp thì chúng ta có thể canh mua được khi cổ phiếu này có giá đỏ có giá đỏ trong phiên ngày mai các chị nhé đó, thì trên đây là những cái quan điểm cũng như là những cái phương pháp mà Tùng Lê muốn chia sẻ với các anh chị Thì nếu như các anh chị thấy hay, các anh chị có thể là bấm một nút like, một nút đăng ký kênh Cũng như là có thể chia sẻ tới những nhà đầu tư khác để chúng ta cùng nâng cao kiến thức Và giúp hiệu suất đầu tư, hiệu quả đầu tư của chúng ta sẽ được nâng lên trong thời gian tới Và nếu như các anh chị đầu tư chúng ta muốn cùng tham gia vào hệ thống room khách hàng VIP của team Tùng Lê SAT Thì các anh chị có thể nhắn tin cho Tùng Lê qua số Zalo tại màn hình các anh chị đang xem Thì sẽ được hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta có thể tham gia các anh chị nhé. Dạ vâng, kính chúc quý anh chị đầu tư chúng ta sẽ có được những quyết định đầu tư phù hợp trong những thời gian tới. Dạ vâng, kính chào quý anh chị ạ. À.